Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh em biết đấy, thể loại anime học sinh chuyển trường vẫn là cái tên chưa bao giờ hết hot với fan anime phải không nào? Họ những người mang trong mình năng lực, sức mạnh bí ẩn từ quá khứ, sau đó được chuyển đến một ngôi trường mới, chỉ hẹn ngày và hoàn cảnh để show sức mạnh đó ra cho toàn bộ ngôi trường mới phải bất ngờ. Nghe đến đây thôi, hẳn cả nhà đã thấy rất thú vị rồi chứ? Nào bây giờ thì hãy cùng mình đến ngay với video Top 7 anime có học sinh chuyển trường thể hiện ra sức mạnh từ trong quá khứ nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé qua Thỏ Ngọc Anime thì hãy để lại một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ bọn mình trong thời gian tới nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vị trí số 7, Kill La Kill, thể loại hành động hài hước Superpower AT School. Sau khi cha cô bị sát hại, Ryoko Matoi đã lang thang để tìm kiếm kẻ giết cha mình. Theo chỉ dẫn của cha cô ấy, một nửa còn thiếu trong phát minh của ông, Sister Blade. Ryoko đến học viện Honoji danh tiếng, một ngôi trường trung học không giống bất kỳ ngôi trường nào khác. Học viện được cai trị bởi chủ tịch hội học sinh nghiêm khắc và lạnh lùng Satsuki Kiruin cùng với các thuộc hạ mạnh mẽ của cô, Elite Four. Trong hệ thống phân cấp, cạnh tranh tàn khốc của trường, Satsuki ban cho những người mặc trang phục đặc biệt hàng đầu có tên là đồng phục Goku, mang đến cho người mặc những khả năng siêu phàm độc nhất vô nhị. Bị đánh bại hoàn toàn trong một cuộc chiến chống lại một trong những học sinh mặc đồng phục, Ryoko rút lui về ngôi nhà của mình, nơi cô tình gặp Senketsu, một Kamui hiếm hoi và đa cảm. Sau khi tiếp xúc với máu của Ryoko, Senketsu tỉnh dậy, bám lấy cô và mang đến cho cô sức mạnh to lớn. Bây giờ được trang bị Senketsu và Scissor Blade, Ryoko quyết định chống lại Elite Four, hy vọng sẽ tiếp cận được Sasuke và tìm ra thủ phạm đằng sau cái chết của cha mình. Vị trí số 6, Code Breaker, thể loại hành động hài hước AC học đường Shonen Superpower siêu nhiên. Một ngày khi đang đi trên xe bus, Sakura Koji Sakura vô tình nhìn ra cửa sổ và thấy có những người đang bị thiêu sống với ngọn lửa màu xanh và một chàng trai khoảng bằng tuổi cô ở đó nhưng không hề ấn gì và đang đứng trước những người bị cháy. Cô trở lại địa điểm đó vào ngày hôm sau nhưng không hề có cái xác chết hay bằng chứng nào về bất kỳ vụ giết người nào, chỉ có dấu vết một đám cháy nhỏ. Sau đó cô đến lớp và vô tình gặp một học sinh mới chuyển trường, Ogami Ray, một người giống hệt chàng trai mà cô đã nhìn thấy hôm trước. Cậu ta chỉ đeo một chiếc găng tay màu đen bên bàn tay trái. Ogami là một code breaker, một người không tồn tại. Anh ta là một kẻ giết người có vẻ máu lạnh, tuân theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng để sử dụng cái ác để chống lại cái ác. Tin rằng việc giết chóc là không đúng, Sakura Koji bắt đầu ngăn chặn anh ta và cũng vô tình thâm nhập vào trái tim băng giá của anh. Vị trí số 5, Tenzo Tenge, thể loại hành động hài hước AT học đường Shonen Superpower Martial Arts. Đối với một số người, trường trung học đại diện cho cơ hội của một khởi đầu mới. Bạn có thể tham gia lớp học và kết bạn mới. Tuy nhiên, đối với Soichiro Nagi và Bob Makihara, trường trung học có ý nghĩa khác, cơ hội trở thành kẻ đứng đầu trong toàn bộ học sinh. Quá nhỏ, học viện Teodo là nơi khó nhất để thực hiện ước mơ của họ. Trường trung học mới của họ không phải là một tổ chức học thuật thông thường. Thay vì tập trung vào các môn học cổ điển như toán học và khoa học, Học viện Teodo được tạo ra với mục đích duy nhất là làm sống dậy võ thuật ở Nhật Bản. Kết quả là khát vọng trở thành kẻ đứng đầu của Soichiro bị vùi dập khi anh gặp Masolaka Takayanagi và Maya Natsume, hai học sinh lớp trên dễ dàng ngăn chặn cơn thịnh nộ của học sinh năm nhất của toàn trường. Nhưng thay vì làm nhiệm vụ ngăn chặn, họ chỉ thắp lên ngọn lửa cạnh tranh của họ. Vậy có ai mạnh hơn Masataka hay Maya không? Và tại sao em gái của Maya lại rình rập Soichiro? Tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều điều thú vị hơn nữa trong Tenzo Tenge nhé! Số 4. Noblesse, thể loại hành động học đường siêu nhân Vampire. Noblesse kể về một quý tộc mạnh mẽ, Cadiz Etrama di Rizel, gọi tắt là Rai, người đã ngủ 820 năm mà không có kiến thức về sự tiến bộ và thành công khoa học của nhân loại. Khi bắt đầu Webtoon, Rai thức dậy trong một tòa nhà bỏ hoang ở Hàn Quốc và bắt đầu quen với thế giới hiện đại.
anh ta đến một trường học, nơi anh ta đoàn tụ với người hầu trung thành Frankenstein. Với sự giúp đỡ của Frankenstein, Ryan đăng ký vào trường trung học và vô tình kết bạn với cậu thiếu niên thể thao Shingu, người đam mê máy tính Ikan và Yuna của Shingu, và một vài người khác. No Place theo dõi cuộc phiêu lưu nguy hiểm thường xuyên của nhóm khi mà chống lại một tổ chức bí mật trong khi khám phá quá khứ của Ryan. Số 3. Persona 5 The Animation, thể loại hành động fantasy supernatural. Ren Amamiya, một học viên chuyển trường mới tại học viện Shujin, cậu được gửi đến Tokyo để sống cùng với gia đình người bạn Soujiro Sakura sau khi bị quản chế sai vì bảo vệ một người phụ nữ khỏi một vụ tấn công. Khi đang trên đường tham dự ngày đầu tiên ở trường mới, Ren nhận thấy một ứng dụng lạ đã xuất hiện trên điện thoại của cậu ta, chuyển cậu đến một thế giới được gọi là Metaverse, nơi chứa bóng tối của mọi người, mô tả một cách méo mó về bản chất thật của họ. Trong Metaverse, cậu ta đánh thức persona của mình, một sức mạnh từ sâu bên trong giúp Ren có sức mạnh để chiến đấu với bóng tối. Với sự giúp đỡ của những học sinh gặp rắc rối tương tự, anh tạo ra Phantom Thieves of Heart, một nhóm cố gắng cứu mọi người thoát khỏi những ham muốn tội lỗi của họ bằng cách lấy trái tim của họ, khiến những kẻ bất lương hối hận về hành động của mình và nhìn qua mặt khác của sự việc. Danh tiếng của nhóm tiếp tục phát triển một cách bùng nổ, mang lại cho họ danh tiếng và cả tai tiếng. Tuy nhiên, trong thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng, Ren bất ngờ bị bắt và bị giam giữ. Tại đây, anh thức dậy với một cuộc thẩm vấn khắc nghiệt, nhưng điều này bị cắt ngắn bởi sự xuất hiện của Sae Nishima, một công tố viên đang tìm kiếm câu trả lời cho mình. Và Sae đã phản ứng như thế nào với câu chuyện của Ren và chuyện gì sẽ xảy ra với Phantom Thief? Số 2. Busou Shoujo Machiavellianism, thể loại hành động hài hước học đường shounen. Học viện Symbiosis tư nhân ban đầu là một trường trung học dành cho các cô gái. Khi nó trở thành trường nam nữ học chung, các cô gái vì quá sợ hãi đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được chấp nhận, một tổ chức giống như quân đoàn Vigilante gồm 5 thành viên gọi là ngũ kiếm Tenkagoken được thành lập. Sau nhiều thế hệ, năm thanh kiếm đã trở thành một nhóm chuyên giáo dục những học sinh có vấn đề, và học viện cũng chấp nhận điều đó. Nomura Fudo đã được gửi đến trường này sau khi làm một phần của cuộc ẩu đả lớn. Anh ta sẽ làm gì khi mà lựa chọn duy nhất mà anh ta có sau khi nhập học là bị đuổi khỏi trường hoặc bị sửa theo cách của những học sinh nam còn lại ở đó, bằng cách buộc phải ăn mặc và hành động như một cô gái? Nomura quyết tâm chống lại ngũ kiếm và cái kết như thế nào sẽ đến? Vị trí số 1, Mahouka Koukou no Retosei, thể loại hành động học đường phép thuật tình cảm viễn tưởng siêu nhiên. Câu chuyện lấy bối cảnh trong một thế giới mà phép thuật không phải là một câu chuyện cổ tích mà chúng đã tồn tại gần 100 năm. Vào mùa xuân, trường trung học pháp thuật chào đón các học sinh mới và tên của những học sinh xuất sắc điểm số cao được gọi là Bloom, trong khi những học sinh thay thế Bloom là Wit. Anh em nhà Tatsuya và Miyuki Shiba được xếp hạng lần lượt là Wit và Bloom. Miyuki được danh hiệu Bloom vì điểm số ấn tượng của cô, trong khi Tatsuya được gọi là Wit vì điểm thực hành phép thuật kém cỏi của cậu. Tatsuya, người đàn ông trẻ tuổi, có ý chí, nhìn xa trông rộng, và Miyuki, cô gái có tình cảm dành cho anh trai vượt xa cả tình anh em. Liệu Tatsuya có thực sự kém cỏi như vậy? Và khi được mở khóa phong ấn sức mạnh thì khả năng của cậu đến đâu? Cùng đón xem anime này để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Và tin vui cho các fan của Mahouka là mùa 2 chính thức sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay, đáp ứng sự mong mỏi của cả nhà. Trên
đây là top 7 anime có học sinh chuyển trường thể hiện ra sức mạnh từ trong quá khứ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Xin thành cảm ơn các em. Bye bye!